Cường và Lê Đình Minh Ngọc hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình tiếp theo của Hương Sắc Mùa Xuân. Thưa quý vị, có những câu hát mà cứ dịp Tết đến xuân về, chúng ta lại được nghe vang lên khắp nơi. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dân triền miên. Những câu hát từ ca khúc Tâm sự ngày xuân của nhạc sĩ Hoài An như lời nhắn nhủ chúng ta rằng mùa xuân đã mang cho ta niềm tin về những điều may mắn, tốt đẹp, thì chúng ta hãy giữ vững và lan tỏa niềm tin ấy đến muôn nơi, để rồi từ đó hạnh phúc sẽ dần triền miên. Và chủ đề của Hương Sắc Mùa Xuân hôm nay là Xuân yêu thương. Giản dị thôi, vì tình yêu thương có bao giờ cần phô trương đâu ạ. Hôm nay, những bài hát vang lên trong chương trình này sẽ khiến chúng ta thêm ấm lòng, thêm tin vào những điều tốt đẹp, thêm yêu mùa xuân, yêu ngày Tết quê hương. Chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng
nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Thưa quý vị, cứ mỗi lần nghe câu hát Tết 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 đến rồi là Minh Ngọc lại thấy trong lòng rạo rực, thấy thân quen vô cùng. Và nhịp điệu rộn ràng ấy sẽ còn theo chúng ta suốt những ngày xuân. Đúng rồi, làm sao mà lòng không xuống sang khi mà Tết Tết nghe cứ vang lên rất là giòn giã như thế. Và không chỉ có tưng bừng vui tươi đâu, mà trong bài hát còn có những câu hát nghe rất là xúc động, như là mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình. Vâng, đối với người Việt Nam chúng ta, nói đến Tết là nói đến gia đình, nói đến sự yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Cho nên, trong chủ đề Xuân Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những bài hát mà mỗi câu hát vang lên sẽ khiến chúng ta thêm ấm lòng, thêm niềm tin vào cuộc đời, thêm tình yêu dành cho ngày xuân, cho ngày Tết quê hương. Và hãy cùng tiếp tục đến với đêm nhạc Xuân Yêu Thương hôm nay với những bản tình ca xuân đầy chữ yêu, chữ thương. Chiều nay xuân đã về, sao nghe lặng lẽ cô đơn. Trong vắng một mình anh nhớ em hỡi. Chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa buồn thương phôi pha, gió xuân mang theo tình ta. Đến với anh cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ, mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hỡi. Hè vắng thương nhớ đông xa lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai lung linh dương, thì lũ chim hót vang mãi những câu tình ca yêu nhau tha thiết. Người chờ người bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên. Và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn không gian ngây ngô. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Phút giây nhẹ thoáng trong mơ, mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hỡi. Hè vắng thương nhớ đông xa lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai lung linh hơi sương, thì lũ chim hót vang mãi những câu tình ca yêu nhau tha thiết. Người chẳng nghe bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên.
xuân cho anh em ơi. Để khi tia nắng đông đưa cành mai lung lanh hơi sương, thì lũ chim hót vang mãi những câu tình ca yêu nhau tha thiết. Người chồng người bao giờ để thêm thương nhớ, hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi. Để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên, và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn không gian ngây ngơ. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân, và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn không gian ngây ngơ. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ lạ lơi, muốn yêu anh vác cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi. Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời, xuân hoa còn tươi vui. Xuân hoa nở vì ai, tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê, ngoài đê hát câu y tờ đón xuân. Đoàn người trên luống cây nâu, thấy hoa xuân phép lạ giá màu. Bỗng nhủ lòng ra sức cây sâu, tiếng ca như thể tiếng kinh cầu. Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao, bắt tay nhau tránh cuộc cớ cầu. Người cùng mùa đã thoát vực sâu, sức gieo hoa nở lúc xuân đầu. Xuân
một bầy thôn nữ nhìn hoa, chúc cho xuân vui vẻ thái hòa. Có một vài tóc trắng thầm mơ, ước cho hoa nở mãi. Quý vị khán giả vừa được thưởng thức ca khúc Hoa Xuân của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của danh ca Hòa My. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ danh ca Hòa My. Xin chào cô. Hòa My xin thân ái kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả xem đài. Với nhiều năm tháng cô sống ở nước ngoài thì với Tết Việt Nam gia đình mình đón Tết như thế nào ạ? Theo Hòa My thấy nó là cái mùa đông, rất là tháng 2, từ tháng 2 Tây đó thì là cái Tết truyền thống của Việt Nam mình thì nó rất là lạnh. Chỉ có những cái người nào mà châu Á như mình mà sống quây quần với nhau và ăn Tết với nhau thì là mình ra được cái khu phố của những người Việt Nam, sinh hoạt của những người Việt Nam, thì người ta có những cái lễ hội nó có diễn hành rất là đẹp. Thì cái đó là chỉ có một cái hình ảnh đó là mình cảm thấy là mình có Tết. Cái điều đó làm cho mình cũng đỡ nhớ nhà ghê lắm. Dạ, còn ở trong gia đình của mình đón Tết như thế nào ạ? Ví dụ như là con cái của cô cũng trưởng thành ở bên nước ngoài, như vậy thì các bạn có giữ được những cái nét văn hóa hay là những cái cảm xúc khi mà Tết truyền thống đến không cô? Các con của Hòa My sống bên Pháp cũng rất là lâu. Và khi mà ngày lễ Tết thì Hòa My cũng Hòa My làm một cái mâm cơm rồi hoa quả, là mình nhớ đến ông bà tổ tiên và mình cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện cho tất cả mọi người được êm ấm và hạnh phúc và được sum vầy mãi mãi. Dạ, thì cô có nhớ là trong những cái Tết khi ấy á, thì truyền thống nào trong gia đình của mình mà mình cố gắng mình giữ lại dù là ở bên xứ người không cô? Bên đó thì Hòa My giữ cái phong tục lì xì. Tại mấy đứa nhỏ thích lì xì. Thành ra Tết thì mỗi đứa một phong bì. Rồi xong rồi chúc Tết. Các con mình phải nhớ chúc Tết cha mẹ, chúc Tết lẫn nhau. Và sau đó thì mình ăn một cái bữa cơm truyền thống. Dạ vâng, xin cảm ơn danh ca Hòa My. Nhân đây thì Hòa My cũng xin gửi tới tất cả quý vị khán giả xem đài một cái Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc, sum vầy và nhất là nhiều sức khỏe. Và quý vị thân mến, với những mạch cảm xúc của Xuân Yêu Thương, Minh Ngọc xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc tiếp theo. Làn môi hồng xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió trong thành diều hồng sẽ xuyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới và
ai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đẩy người về phương nào, cho sau thời gian lạnh lùng lướt mau. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay những lúc trao thiệp đổ xuống. Tìm vui bên lửa ơi, tôi chúc yên lành người người khắp chốn. Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân tình, ước nguyện mau chóng thành diều hồng sẽ xuyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi. Bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đẩy người về phương nào, cho sau thời gian lạnh lùng lướt mau. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay những lúc trao thiệp đổ xuống. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay những lúc trao thiệp đổ xuống. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe giọng ca rất là ngọt ngào của ca sĩ Dương Hồng Loan với ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Dương Hồng Loan nha. Và cho phép Hồng Loan được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Với chủ đề là Xuân Yêu Thương thì chắc là quý vị khán giả cũng rất là mong là ca sĩ Dương Hồng Loan sẽ chia sẻ nhiều hơn về mùa xuân của chị như thế nào, sẽ có những cái điều gì đặc biệt cùng với gia đình. Dạ, xuân yêu thương tức là mùa xuân của sự sum vầy. Mặc dù là như mọi năm á, thường ngày giao thừa thì cũng hay bận show diễn, nhưng mà Hồng Loan chỉ nhận những cái tỉnh mà ở lân cận hoặc là ở ngay tỉnh nhà của mình, để khi hát xong là chạy ngay về nhà để kịp cùng với gia đình đón một cái đêm giao thừa, để cả nhà cùng sum họp và sau đó sẽ ăn bánh mứt. Cái không khí đó nó khó tả lắm, đối với Hồng Loan nó cảm thấy rất là ấm áp và không thể nào thiếu được. Dạ, nhà mình có may mắn được đón xuân theo kiểu là tứ đại đồng đường không chị? Chắc chắn rồi, Mạnh Cường cả nhà, ba mẹ nè, anh chị em, rồi con cháu sum họp về nguyên một gia đình rất là đông vui. Thường thì gia đình của ông Lan cái ngày giao thừa thì cả nhà đều cúng giao thừa xong, đến ngày mùng 1 Tết, tức là cái ngày mà con cháu sẽ báo đáp công ơn của cha mẹ, thì lúc đó ba mẹ sẽ rất là chỉnh tề ở ngay tại phòng khách. Yeah. Rồi đón những cái lộc từ con cái, từ những cái lời chúc từ những đứa con, những đứa cháu. Và ba mẹ cũng sẽ truyền tải lại là mong muốn cho gia đình của mình sẽ được bình an, và cũng như là mong muốn cho con cái luôn được thành đạt và thật nhiều sức khỏe. Thì cũng là nghĩ đó cũng là một cái truyền thống rất là đẹp, để cho thế hệ sau này tiếp tục mình giữ cái hình ảnh thật là đẹp đó. Một thông điệp về mùa xuân, về Tết đầy yêu thương mà Dương Hồng Loan sẽ gửi đến cho quý vị khán giả đó là gì ạ? Mong là tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn ca sĩ Dương Hồng Loan. Và để tiếp tục chương trình với chủ đề Xuân Yêu Thương thì chương trình Hương Sắc Mùa Xuân xin mời quý vị các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Hạnh Phúc Đầu Xuân với tiếng hát của nam danh ca Chế Thành.
thoát là đây, một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng. Nụ cười trên môi, trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang. Biết chúc chi đây, khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư. Làm thơ trao duyên, gợi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi, dừng say ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng em dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi, dừng say ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng em dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu. Chiều vàng rực rỡ đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Mỗi khi xuân về là
làm hồng môi em. Nắng xuân rơi đầy, chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ôi chiều xuân. Chiều chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ôi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ôi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Hay luôn. Cảm ơn Xuân Nghi với ca khúc Chiều Xuân. Trời ơi mọi người ơi, cô ca sĩ chúng ta đa tài lắm nha. À, ngoài cái chuyện mà hát hay nè, bên cạnh đó nấu ăn ngon lắm, ngon vô cùng luôn. Dạ, những cái món ăn ngày Tết nào mà Xuân Nghi biết nấu à? Hồi trước á thì em biết nấu ăn khá là nhiều, nhưng mà sau khi mà đi học lên thành phố rồi á thì do là không còn thường xuyên bên cạnh mẹ nữa, cho nên có một số nó đã hơi mai một mà lục nghề đi rồi. Thì hiện tại thì những cái món cơ bản ngày Tết thì em vẫn có thể nấu được, như là thịt kho tàu nè, khổ qua dùng thịt nè, rồi dưa kiệu. Ngày xưa em còn biết gói bánh tét, bánh ít nữa đó. Ngày xưa lúc nhỏ là 14, 15 tuổi thì em có học gói, em gói được. Ở nhà em á, mẹ em là người nấu ăn rất là ngon, cho nên đó là lý do tại sao mà em đã thích nấu ăn từ nhỏ. Và em học ở mẹ em rất là nhiều món, cho nên là mẹ em có một cái món ăn mà ngày Tết hàng năm đều làm và được mọi người đặt hàng rất là nhiều. Biết luôn. Mức gừng đúng không? Dạ đúng rồi, mức gừng. Nói chung là cái món đó là mẹ em hầu như làm năm nào là cũng bán, chỉ trừ được vài hộp để ăn ở nhà thôi, tại vì mọi người đặt hàng không có đủ để bán luôn. Còn bây giờ thì Xuân Nghi sẽ gửi lời chúc cho quý vị khán giả nhân dịp năm mới. Nhân dịp năm Nhâm Dần thì em cũng xin chúc cho tất cả quý khán giả trên đài truyền hình Vĩnh Long, cũng như anh Cường nè, sẽ có thật nhiều sức khỏe và hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn bình an và may mắn trong cuộc sống. Nhân đây chúc cho những điều mà Xuân Nghi mong ước thì năm nay sẽ trở thành hiện thực hết ha Nghi ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện liên quan đến mùa xuân, với phần thể hiện của giọng ca vô cùng ngọt ngào ca sĩ Quốc Đại. Số đời 300 ngày hơn đã qua mất rồi, đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đông sang được tin người em lấy chồng,
bạn bè dăm ba đứa thôi. Như chim trời lang bạc gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Trọn tình xuân, cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Vâng, cảm ơn ca sĩ Quốc Đại với ca khúc Chuyện Ngày Cuối Năm. Và trong bài hát anh vừa hát có một câu hát là cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Vậy thì trong bài hát là vậy, còn với anh thì trong ngày cuối năm á, anh thường làm gì? Có tính sổ với ai không? Không, thật sự là anh nghĩ là không riêng anh đâu, mà rất rất là nhiều người mà khi mà tới cái những ngày cuối năm, và đặc biệt là những cái thời khắc chuẩn bị đón giao thừa, thì mình sẽ nhìn lại một năm của mình để mình rút ra những cái bài học hay nhìn những cái kinh nghiệm để một năm mới mình sẽ có những cái hoạt động mới, cũng như mình có những kế hoạch mới, nó sẽ được suôn sẻ và thuận lợi hơn. Dạ, yeah. Và với một năm khó khăn như thế này thì khi mà nhìn lại chúng ta sẽ thấy điều gì là quan trọng nhất đối với anh ạ? Chắc chắn là sức khỏe của mình rồi. Đặc biệt thời khắc này thì anh nghĩ là không riêng anh, mà tất cả mọi người đều mong là mình sẽ thật nhiều sức khỏe. Tại vì có sức khỏe là mình muốn làm gì cũng được. Vâng, và thưa ca sĩ Quốc Đại, với một năm đặc biệt vừa qua thì Minh Ngọc được biết là ca sĩ Quốc Đại cũng đã lan tỏa được rất nhiều năng lượng tích cực. Thì qua đây mong là anh hãy chia sẻ một kỷ niệm nho nhỏ của mình đến cho quý vị khán giả nha. Nếu mà nhắc về những kỷ niệm thì anh sẽ thích nhắc về những cái điều tinh tế nhất mà nhỏ nhặt nhất. Mình là tình nguyện viên mà luôn luôn là được là đồ ăn thức uống rất là nhiều, nhiều thứ lắm, là được là tẩm bổ rất là nhiều. Và nếu như mà người ta đi chống dịch người ta sẽ xuống ký, còn bản thân anh thì lúc đó anh đi chống dịch thì anh lên ký mấy. Vậy thì Minh Ngọc được biết là ca sĩ Quốc Đại còn phục vụ lời ca tiếng hát của mình trong bệnh viện dã chiến nào đúng không anh? Đúng. Có thì anh cùng đội tình nguyện viên đến, thật sự là ca hát chỉ là cái phụ thôi. Yeah. Mà cái chính để mà khi mà đến các bệnh viện dã chiến đó lại là đi tặng
quà, những nhu yếu phẩm cũng như là những cái vật dụng cần thiết của y tế cho các y bác sĩ. Dạ, và với âm nhạc thì chúng ta sẽ kết nối lại gần nhau hơn và cũng như là lan tỏa thêm nhiều năng lượng tích cực nữa, đúng không anh? Đúng rồi, chắc chắn là. Và từ những nguồn năng lượng tích cực từ chính những nghệ sĩ, những ca khúc lan tỏa đến những y bác sĩ cũng như những bệnh nhân thì lại được trao gửi lại sự cảm ơn. Và cứ như thế năng lượng tích cực lan tỏa khắp mọi nơi để rồi họ có thêm động lực, thêm niềm tin để được quay về với gia đình. Bởi vì gia đình, sự đoàn viên sẽ luôn luôn là sức mạnh to lớn nhất, đúng không anh? Khi đi cái này thì mình rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn lại là chúng ta cần phải sống chậm hơn một xíu và chúng ta sẽ quý trọng hơn những cái giây phút mà bên cạnh gia đình mình. Dạ, vâng, và nhân đây Tết đến xuân về thì gia đình đã đoàn viên bên nhau rồi, thì mong là ca sĩ Quốc Đại sẽ tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cho quý vị khán giả bằng một lời chúc xuân nha. Năm mới thì không có gì hơn thì Quốc Đại xin chúc tất cả quý vị sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình thì luôn luôn hạnh phúc và bình an, đặc biệt nha, năm Nhâm Dần thì làm ăn thật là rần nha. Xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quốc Đại. Và tiếp tục chương trình Hương Sắc Mùa Xuân, chủ đề Xuân Yêu Thương hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát tràn đầy cảm xúc về tình cảm của mỗi người chúng ta dành cho ngày Tết, cho những người thương yêu của mình. Và nếu Tết này bạn có phải xa nhà, không thể đoàn tụ, thì đây sẽ là món quà âm nhạc mà chương trình dành tặng cho bạn để cảm thấy được vỗ về yêu thương khi đón xuân xa nhà. Sáng hôm ba ra đầu ngõ, tôi gặp cây bông vàng thò. Bông vàng thò dáng hơi to to, mùi hương đơn sơ mà nồng ấm. Bông vàng thò dáng không cao sang, mà ai cũng tìm mua về cho xuân đến nhà. Nhớ xuân xưa khi còn thơ, giao thừa thơm thơm hương bông vàng thò. Trên bàn thờ khói nhang bay bay, mẹ tôi lấm râm cầu khấn. Nghe mẹ cầu khấn cho năm nay nhà tôi lúa về tốt mùa, chén cơm ấm lòng. Rồi từng mùa xuân qua rất nhanh, xuân nay vui hơn xuân nào, nhưng không còn bóng dáng mẹ tôi. Chiều nay xuân về bao sắc hoa tươi, thương sao cây bông vàng thò, thương nhiều bóng dáng mẹ tôi. Tuổi 30 trong nhà ai cũng đều thơm thơm hương bông vàng thò. Trên bàn thờ khói nhang bay bay, dù quê xa hay thành phố, xuân này cầu chúc cho năm nay nhà ai cũng đều yên lành, xuân vui thái bình. Xuân qua rất nhanh, xuân nay vui hơn xuân nào, nhưng không còn bóng dáng mẹ tôi.
chiều nay xuân về bao sắc hoa tươi, thương sao cây bông vàng thọ, thương nhiều bóng dáng mẹ tôi 30 trong nhà ai cũng đều thơm thơm hương bông vàng thọ. Trên bàn thờ khói nhang bay bay, dù quê xa hay thành phố, xuân này cầu chúc cho năm nay nhà ai cũng đều yên lành, xuân vui thái bình, xuân này cầu chúc cho năm nay nhà ai cũng đều yên lành, xuân vui vui thái bình. Nhớ qua câu chúc câu cười của những
vị, chúng ta vừa được lắng nghe xong nhạc phẩm Tết Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Và nói đến đây thì Minh Ngọc muốn hỏi anh Vũ Mạnh Cường, anh đã có bao giờ đón Tết xa nhà chưa? Đón Tết xa nhà nhiều chứ, lúc mình đi diễn nè. Dạ. Dạ. Hoặc là đôi khi vì điều kiện mà mình không thể về đón Tết với lại gia đình được. Và đối với Cường á, Tết là phải có ba có mẹ. Dạ. Thì mới là Tết. Còn nếu như mà Tết nào đó mà không có ba có mẹ, dù cho sau đó mình bù đắp bằng một cách nào đó, chẳng hạn như mùng 1, mùng 2 mình về, thì mình vẫn cảm thấy cái không khí Tết nó không còn nữa. Dạ. Vâng, thưa quý vị, dù đời sống có thay đổi như thế nào, dù bây giờ nhiều người trẻ sẵn sàng đón Tết trên những nẻo đường du xuân, thì những gì thiêng liêng nhất của ngày xuân, ngày Tết vẫn luôn còn nguyên vẹn. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghe những bài hát xuân dạt dào tình yêu thương, ấm áp tình gia đình. Hãy cùng nhau vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi, như lời bài hát Xuân vào tuổi trẻ năm nào, để thêm yêu thương nhau hơn trong không khí mùa xuân rạo rực. Wow, tự nhiên em có hoa vậy ạ? Đúng rồi, coi như là cuối chương trình thì anh sẽ tặng hoa cho em, giống như là một lời gửi gắm và chúc em sẽ luôn đẹp như hoa, tươi như hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng xin chúc cho người tặng hoa cho em cũng sẽ luôn đẹp như hoa. Dạ vâng, thưa quý vị. Và những giai điệu xuân dạt dào cùng những hình ảnh xuân ấm áp đã khép lại chương trình Hương Sắc Mùa Xuân, chủ đề Xuân Yêu Thương hôm nay. Mùa xuân đã đến rồi, mà tình yêu thương đang lan tỏa khắp mọi nơi. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn trong tình thương bao la. Lê Đình Minh Ngọc và Vũ Mạnh Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hương Sắc Mùa Xuân sắp tới. Xin chào.